chồng nam em livestream tuyên chiến cả showbiz phía nam, lôi bộ văn hóa vào cuộc. Sau khi công khai chồng sắp cưới, nam em liên tục vướng vào nhiều ồn ào không hay. Thời gian gần đây, cô và chồng sắp cưới thường xuất hiện trên livestream giao lưu với khán giả, đồng thời có những phát ngôn sốc gây chú ý. Mới đây, chồng sắp cưới nam em tiếp tục đăng đàn tuyên bố muốn chiến với cả showbiz phía nam. Theo đó, trong một livestream mới đây, chồng sắp cưới của nam em bỗng tỏ thái độ gay gắt, cho biết bọn tao muốn phá nát cái showbiz này. Riêng một mình anh chấp cả showbiz miền Nam này luôn. Anh nhờ bộ văn hóa dập cho bọn nó ăn cám luôn. Chồng sắp cưới của nam em nói trên livestream. Phát ngôn này của chồng sắp cưới nam em đã lập tức thu hút nhiều sự chú ý. Theo nhận xét của cư dân mạng, nam em và chồng sắp cưới đang ngày càng đi quá giới hạn, phát ngôn không kiểm soát, nghiêm trọng hơn là làm tổn hại danh dự người khác. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen thể hiện sự bức xúc, thậm chí đề nghị có biện pháp xử phạt với những phát ngôn gây tranh cãi. Không có bằng chứng xác thực của vợ chồng nam em để ngăn chặn sự việc đi quá xa, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nhiều đồng nghiệp khác trong làng giải trí. Trong một buổi livestream giao lưu với fan cách đây không lâu, chồng sắp cưới của nam em đã khiến dân tình xôn xao khi nhắc đến tên Trường Giang. Theo đó, khi bị so sánh ngoại hình với nam danh hài mười khó, doanh nhân Hữu Cường bỗng đáp trả, anh sạch hơn Trường Giang em ạ. Trường Giang ăn nhiều, anh ăn chay. Không những vậy, người bạn trai còn quay sang nói với nam em rằng, anh vừa mới trêu là Trường Giang ăn mặn. Còn anh ăn chay, anh ăn sạch hơn cho nên anh không có như người ta. Đừng so sánh anh với người ta. Ngay lập tức, những phát ngôn của nam em và chồng sắp cưới bị dân tình chỉ trích là kém sang. Một số ý kiến còn nói thêm ồn ào giữa nam em và Trường Giang đã qua khá lâu, nên việc nhắc tên người cũ trên livestream như vậy là thiếu tế nhị. Phản cảm. Trước đó, vào ngày 18 tháng 2, nam em gây chú ý khi tiết lộ chuyện cô từng bị nói là người thứ ba trong quá khứ. Cô không muốn làm lớn mọi chuyện nhưng khi nhận thấy bản thân đang bị trở thành con cờ truyền thông cho người khác nên cần lên tiếng. Cô nói rằng cô và nam đồng nghiệp này cùng quay 7 nụ cười xuân. Ban đầu, người đàn ông ấy dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ cô đi chơi riêng sau khi ghi hình và người này còn ngỏ ý có con với cô và sang nhà riêng của cô để cầu hôn. Cô cũng tiết lộ người này từng chở cô đi khách sạn. Cô đã vô tình trở thành người thứ ba vì theo đồng nghiệp nói rằng chuyện tình cảm của người đàn ông kia với bạn gái đã chấm dứt. Nam em cho biết trước vài ngày người yêu cũ cầu hôn bạn gái trên sóng truyền hình, anh này còn ghé nhà hàng và đón sinh nhật cùng cô. Tôi xin phép không nhắc tên vì nhắc mắt công bị bế lên tòa. Bữa đó một ngày đẹp trời, cả phim trường ngày nào quay cũng đến 3 đến 4 giờ sáng. Hôm đó dục cho cả phim trường phải quay lệ trước 11 giờ, để chi? Để idol dắt tôi đi uống dung dịch màu đỏ, xong rồi chở tôi đi 7.749 cái hotel mà cái nào cũng đầy phòng. Dắt nhau ra Đà Nẵng chơi, lúc đó mới nói muốn lấy tôi, muốn tôi sinh cho đứa con. Lúc đó tôi phân vân vì lo sợ có mang lại hạnh phúc cho người ta hay không, nên tôi mới nói chia tay. Tôi cũng không biết mối quan hệ kia đã rõ ràng chưa, tôi sợ tôi làm tôi sday lắm, nam em chia sẻ chuyện trong quá khứ. Hình ảnh hiện của nam em trong mắt công chúng khá thiếu thiện cảm dù cô nàng từng là mỹ nhân đình đám của showbiz Việt. Nam em đã công khai có bạn trai mới từ cuối năm 2023, cặp đôi lên kế hoạch kết hôn nhưng chưa ấn định ngày tổ chức hôn lễ. Người đàn ông hiện tại của nam em cũng gây tranh cãi vì có quá khứ từng vướng vòng lao lý.